là tiếp tục đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh xã hội các lĩnh vực văn hóa thông tin, hình thành thị trường văn hóa lành mạnh. Ở đây là cái mới, nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã nói là bắt đầu tạo ra được cái một phần của cái thị trường văn hóa. Nhưng kỳ này Đại hội 11 nói thẳng là đang hình thành thị trường văn hóa, nhưng chúng ta làm thế nào để thị trường này nó là, đây cũng là một cái khốc liệt. Mà cái quản lý vĩ mô là gì? Điều hành các loại thị trường, mà thị trường văn hóa là một thị trường có lẽ điều hành khó nhất. Đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, tác động tiêu cực của sản phẩm văn hóa thông tin, rồi quỷ kích động bạo lực. Ở đây chúng ta phải nói một điều là suy cho cùng, là giống như cái câu nói mà Bác Hồ đã dạy từ xưa, phải nói là nghệ thuật là một vũ khí, mà nghệ sĩ chúng ta là một chiến sĩ. Cái câu này không bao giờ mất đi ý nghĩa. Và chính khi qua Pháp, qua Đức, mấy ông văn nghệ sĩ đâu lại nhắc câu này của Bác Hồ. Và thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi tổ chức cái hội thảo này là rất nhiều ý kiến. Nó bảo như hòa bình lặp lại rồi, hết chiến tranh lúc nào cũng nghệ sĩ, chiến sĩ làm cái gì? Các anh chị cũng biết, ngày nay dân tộc nghệ thuật phải là một mặt trận. Không có mặt trận hay có chỉ huy, lại có tư lệnh. Thì theo tôi có lẽ là hiện nay cũng đang củng cố, tức là gì? Đứng về nhà nước thì sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở thông tin truyền thông, hội nhà báo, xong rồi các hội dân tộc nghệ thuật, và phải gắn bó thành một mặt trận mà dưới sự thống chỉ huy của đồng chí trưởng ban tuyên giáo. Chứ hiện nay nó có tình hình là gì? Hình như là cái mà anh em cũng nói vui, mà tôi vẫn nói chúng ta có nhiều thế mạnh. Đây là thế mạnh công nghiệp, kia thế mạnh nông nghiệp, còn thế mạnh thứ ba là thế mạnh ai nấy làm. Sợ cái này lắm. Hình như chúng ta thiếu cái phối hợp đó chẳng. Và phải có tổng thi quy. Thì như thế cái mặt trận này nó mới ổn định, mới thật sự là mặt trận. Và trong mặt trận đó thì nghệ sĩ cũng là người chiến sĩ. Vì mặt trận này không có tiếng súng, nhưng ác liệt hơn tiếng kia nhiều lắm. Có bao nhiêu văn nghệ sĩ đã hy sinh rồi thì thôi tôi không nhắc lại cái làm gì cho các anh chị được biết. Kể cả những cái nhà giáo, những nhà khoa học cũng có người cũng rơi đại rồi, cũng hy sinh rồi, đâu có tiếng súng, nhưng ác liệt lắm. Kẻ thù không thấy rõ, âm mưu cũng không thấy được, lẩn tránh nửa thật nửa ảo. Cho nên do đó đòi hỏi cái người chiến sĩ là văn nghệ sĩ hiện nay rất lớn. Tất nhiên anh phải bảo đảm cái tính chất công dân của anh, nhưng anh đã làm cái này mà nhất văn nghệ sĩ anh là đảng viên, anh phải là chiến sĩ không thể không có. Và hiện nay nhiều người, có những người chối bỏ cái này, rồi đưa ra nhiều cái quan điểm trường phái. Thì các chị biết rồi, là hiện nay kể ra thì không biết bao nhiêu thứ. Mà có lẽ cái động hiện nay nhất, cái mà hiện nay ta nói nhiều, đó là sao chủ nghĩa hiện đại, là hậu hiện đại. Hiện nay cả thế giới cứ bàn cái hậu hiện đại,
Bình Điền cũng chưa hiện đại sao bây giờ hậu hiện đại. Tức là gì? Cái gì thô nhát, cái gì cợt cợt, cái gì quái đở, cái gì kinh dị, phải chăng đó là một gốc của chủ nghĩa hậu hiện đại? Cái đó chưa đầy đủ đó, nhưng mà dữ dội lắm các anh. À, vừa rồi khi họp hội đồng lý luận thì một số anh nhận xét rồi, bây giờ trong mỹ thuật, nghệ thuật tạo hình là có cái nghệ thuật sắp đặt, có những người phản ứng cũng được, nhưng anh em họa sĩ vẫn có nghệ thuật sắp đặt rất là hay, thế giới cũng đang sắp đặt đấy. Phải chăng trong hội họa, cái hội họa ứng dụng, cái mỹ thuật ứng dụng người ta làm ít quá, mà mỹ thuật sáng tạo thì chúng ta chưa phát huy được. Tôi nhớ là 92, lúc tôi về làm giám đốc sở văn hóa thông tin thành phố, mình không có năng khiếu quản lý nhà nước cho nên bắt qua làm. Thì lúc đó ngành hội họa là có phong trào vẽ tranh trường tượng, đem vô thành Hà Nội thì bác cũng cho chuyện làm, đem vô thành phố thì nó bảo thành phố năng động lắm, các anh cho triển lãm tranh chuồng tượng đi. Tôi phải nghĩ nhiều cách, đem hết tranh chuồng tượng rồi mời đồng chí bí thư thành ủy xem, anh thấy tranh này có đồ trị không? Ông bảo làm gì có đồ trị, có thấy người đâu mà đồ trị. Tranh này có phả thân lõa thể không? Có người đâu mà phả thân lõa thể. Hình như màu sắc cho nó kẹp kẹp, nó chồng lên nhau đó. Thì thế tôi hỏi anh cho triển lãm không? Ông bảo được cho triển lãm, không đồ trị là triển lãm được. Thế là hồi đó tôi cũng gồng lên cho triển lãm đầu tiên tranh chuồng. Thì thấy anh em thấy mặt à, thành phố Hồ Chí Minh cởi mở hơn Hà Nội. Khó lắm là đâu phải dễ. Cho nên giờ phải nói rằng các anh là tranh trừu tượng, là tranh không có hình dáng người, mập mờ thì làm gì không có phả thân, làm gì có tình dục, trong đó không có gì hết. Nó là một thứ chơi màu sắc và chơi thuần nét, là biểu cảm ở bên trong. Thì nếu mà triển lãm được cái này thì cũng tốt thôi, cũng nhất họa sĩ Bùi Xuân Thái cũng có những cái tranh như là trừu tượng như vậy. Thì theo tôi là cứ làm thôi, rồi từ đó mình rút kinh nghiệm. Tất nhiên nếu trừu tượng làm nhiều quá lại quên mất cái phản ảnh hiện thực ngày nay thì cũng không đến. Cho nên do đó cái điều chỉnh, cái làm sao để hình thành được một thị trường văn hóa là bạn thấy rằng tranh trừu tượng bán á, khách nước ngoài không phải mua, còn tranh giờ thì mình vẽ người đầy đủ người ta lại không mua, người ta thích một cái kiểu màu sắc như vậy. Cái thứ hai là đấu tranh trong các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, tác động tiêu cực các sản phẩm văn hóa thông tin, người bị kích động bạo lực. Thì cái này các chị rõ rồi, vừa rồi chúng ta ban tuyên giáo trung ương có những cái chương trình chống những cái tác phẩm độc hại và phải có những cái phản bác lại. Thế thì tôi nghĩ rằng làm được những cái điều này thì mình phải sử dụng công nghệ thông tin của mình. Hội chúng ta phải có những cái website mạnh, rồi đấu tranh trên những cái blog nó dở, phải nói là lên trên mạng thì sợ lắm anh, đủ thứ. Tôi thì cũng già rồi nhưng mỗi ngày cũng cố gắng một tiếng đồng hồ trở lại để ngồi trên mạng, hùng nó cũng mệt lắm nhưng mà nó cũng mở ra nhiều cái điều rất là lý thú. Bây giờ ở chỗ này mà chúng ta từ bỏ nó cũng không được. Bởi vì nó sờ sờ như vậy mà phải nói rằng nó cung cấp nhiều cái
nói cách nào đó trong nghệ thuật là những ký hiệu nghệ thuật thì rất là nhiều, nó làm chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Và các anh các chị nào mà làm nhà văn nhà thơ mà đọc trên mạng mấy cái blog là thì sợ ghê lắm, chữ biệt viết càng ngày càng sai mà. Bây giờ ta chỉ cần liếc qua cái rồi làm sao là người ta hiểu được không? Cho nên nó dần dần dẫn đến cái gì? Cái ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta nó mất đi cái tính cực sáng. Và các anh các chị nhớ thời cái Lý Đức Tỷ là thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những nhà văn hóa lớn đấu tranh giữ gìn trong sáng tiếng Việt. Ngày nay là các chị nghe cái tuổi gì tôi nói theo anh là tuổi tiên lắm, trời nó nói tiếng Việt sợ lắm, trời nó ảnh hưởng con ca sĩ đang nói tiếng Việt là một hồi không biết nói tiếng gì nữa. Các bạn chứ đâu các bạn em cứ các bạn hình như vô mồm nó méo mó hết rồi sao mà chữ Nam Bộ bên các bạn thì đỏ má thôi, mình bạn không có dê mà có dê đôi mình là vấn đề, nhưng cứ các bạn thôi nó thành cái mốt. Cũng như Hà Nội bây giờ tôi ra đây tôi sống Hà Nội 21 năm tôi biết tập kết ngoài thì bây giờ trời ơi nói ngọng hơn bao giờ hết, mà nói ngọng chủ động trở thành mốt kỳ như vậy đó. Nó làm cho cái thanh lịch của người Hà Nội, cái văn hóa của mình, ngôn ngữ Việt Nam mình càng ngày càng xuống cấp.